Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 12, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 3 nhóm vấn đề. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, cam kết liên quan đến các dự án đầu tư chậm triển khai. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự phiên họp. Trả lời chất vấn các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về các giải pháp để thực hiện nhanh các dự án chậm tiến độ, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đối với các dự án không bảo đảm tiến độ, nhà đầu tư không đủ năng lực, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ kiên quyết chỉ đạo chấm dứt hoạt động dự án, như dự án nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại thôn Lễ Thượng, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Riêng dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT là dự án lớn, thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều thời kỳ chính sách, có nhiều vấn đề phức tạp. Tới đây, thành phố Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra, rà soát quá trình triển khai thực hiện dự án. Thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này. Tới đây, một số dự án sẽ được thành phố Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ như dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1, hai dự án cụm công nghiệp tại huyện Phú Xuyên và huyện Sóc Sơn, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố, trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo thông tư ban hành danh mục bổ sung nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc 3 lĩnh vực xây dựng, vận tải và thương binh và xã hội. Trong 37 nghề được đề xuất bổ sung là công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, ngoài các nghề thi công tại các công trường xây dựng, lái xe, điện nước, ở các khu vực bến cảng, bến tàu, vận hành máy công nghệ cao. Đáng lưu ý là một số ngành nghề bao gồm nhân viên tư vấn tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giáo viên trực tiếp can thiệp, dạy văn hóa, dạy nghề, hỗ trợ đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, sản xuất, lắp ráp dụng cụ trình hình. 14 nghề được bổ sung đặc biệt nguy hiểm liên quan đến tính chất khu vực thực hiện ở các hầm, ngầm. Bộ Y tế cũng vừa ban hành thông tư số 14 năm 2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành, trong đó bỏ quy định gây khó trong đấu thầu trang thiết bị y tế. Thông tư này đã bãi bỏ khoản 3 điều 8 của thông tư số 14 năm 2020, ban hành ngày 10 tháng 7 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế. Quy định này khiến bệnh viện nếu muốn mua thiết bị y tế thì buộc phải mua với giá thấp hơn hoặc bằng giá trúng thầu trong 12 tháng tại cơ sở y tế khác. Tuy nhiên, trong điều kiện tỷ giá, giá điện nước, nhân công, lương đều tăng, yêu cầu này trở nên khó thực hiện. Nhiều cơ sở y tế khó khăn trong mua sắm thiết bị y tế. Bộ Tài chính cũng cho biết nếu không sửa quy định này thì bệnh viện sẽ không bao giờ mua được gì. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng thừa nhận quy định này không phù hợp với quy luật kinh tế thị trường. Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo động đỏ, dịch sởi quay lại. 22 quốc gia đã bắt đầu có những đợt bùng phát dịch sởi lớn. Việt Nam, thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển. Vì vậy mà cũng cần có sự chủ động trong việc phòng dịch sởi bùng phát, tránh dịch chồng dịch. Và phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia về vấn đề này để gửi thông tin tới quý vị. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. WHO đã đưa ra cảnh báo về dịch sởi. Vậy thì Việt Nam có nguy cơ đối mặt về việc bùng dịch sởi trong mùa đông xuân năm nay hay không ạ? Các nước trong khu vực và kể cả Mỹ nữa đang có dịch sởi. Đây là một trong những cái hậu quả của một cái thời kỳ dài gián đoạn tiêm chủng. Ở tại Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là cũng đã có những cái trường hợp mắc bệnh sởi rải rác ghi nhận. Và chưa có một cái vụ dịch nào mang cái tính chất là bùng phát lớn cả. Nhưng nguy cơ là hoàn toàn có, bởi vì chúng ta cũng đã thấy sẽ có những lỗ hổng miễn dịch xuất hiện trong cái giai đoạn Covid như thế này. Và những cái lỗ hổng đó chính là cái cơ sở để có thể xuất hiện các cái vụ bùng phát trong thời gian tới. Hiện cái tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi ở nước ta là đang là bao nhiêu? Và trong cái thời gian tới thì chương trình tiêm chủng mở rộng cũng sẽ có những cái biện pháp như thế nào để phòng chống dịch sởi ạ? Với cái số liệu thống kê 10 tháng của chúng tôi, tỷ lệ bao phủ với sởi là 67% ở khu vực miền Bắc, cái tỷ lệ mong muốn là 75%. Có nghĩa là chúng ta đang thấp hơn so với cả tiến độ. Trong cái thời gian vừa rồi thì chương trình tiêm chủng mở rộng cũng đã rất là linh động trong cái việc là xin các cái hỗ trợ để có các cái vaccine để tiêm cho các con. Thì cụ thể là vừa rồi thì cũng đã có vaccine sởi để tiêm rồi. Thì tuy nhiên nó cũng vẫn có những cái vướng nhất định, như là vaccine sởi lại chỉ được tiêm cho trẻ dưới 1 tuổi. Cái điều này là không đúng, bởi vì chúng ta cũng biết rằng vaccine sởi chẳng hạn thì có thể tiêm cho bất cứ độ tuổi nào.
từ sau 9 tháng. Giai đoạn vừa rồi là bị thiếu vaccine sởi trong vòng mấy tháng trời, thì chắc chắn sẽ có những trẻ vượt quá cái độ tuổi 12 tháng và nó sẽ không được tiêm vaccine nữa. Thì đấy là cái khó. Và trong trường hợp này thì chúng tôi cũng đã có những cái hướng dẫn để giúp các địa phương có thể là vẫn tiếp tục tiêm phòng để mà có thể là bao phủ cho những cái trẻ mà vô tình hay là vì lý do nào đấy bị bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng. Chương trình tiêm chủng mở rộng cũng sẽ tiếp tục nỗ lực cả về các cái vấn đề liên quan đến đảm bảo hậu cần, cả về các vấn đề liên quan đến truyền thông để giúp cho người dân có thể hiểu rằng là những cái vaccine gì là cần thiết. Vậy thì bác sĩ cũng có khuyến cáo tới các trường học cũng như là các phụ huynh trong cái việc chăm sóc con em mình như thế nào để phòng bệnh sởi ạ? Sởi nó không phải chỉ có nhắm vào cái nhóm đối tượng nhỏ tuổi đâu. Có những cái thời điểm mà nó lại bị cả ở nhóm lớn, nhóm trẻ lớn. Và để đảm bảo tránh được cái điều này thì cái việc mà chúng ta trang bị kiến thức tốt liên quan đến tiêm tiền học đường, liên quan đến bổ sung các cái mũi vaccine còn thiếu, không phải chỉ mỗi sởi, sẽ hết sức quan trọng trong cái việc là đảm bảo sức khỏe cũng như là tình trạng miễn dịch tốt cho trẻ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Chuyển sang một số thông tin kinh tế. Năm nay Tết Nguyên đán thì rất gần với Tết Dương lịch, cách nhau chỉ 20 ngày nên là công tác chuẩn bị hàng hóa để phục vụ cho người dân đón Tết được Bộ Công Thương tích cực triển khai từ sớm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân. Vụ thị trường trong nước nhận định dự trữ hàng hóa Tết năm nay sẽ tăng khoảng 10 đến 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường. Do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên giá các mặt hàng thiết yếu năm nay tăng nhẹ so với năm trước. Bên cạnh đó, kinh tế đã khởi sắc, người tiêu dùng bắt đầu mạnh tay với việc chi tiêu cho mua sắm Tết, ước nhu cầu sẽ tăng khoảng 8 đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng đặc sản vùng miền, hàng hóa chất lượng cao vẫn được người dân quan tâm mua sắm và tiêu dùng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết tình hình sản xuất các mặt hàng nông sản thực phẩm năm 2022 tương đối thuận lợi, nguồn cung mặt hàng thực phẩm thiết yếu dồi dào nên bảo đảm cung ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Theo thống kê mới nhất, tính đến ngày 30 tháng 11, 2022, toàn ngành hải quan thu ngân sách đạt hơn 401.000 tỷ đồng, bằng 114% dự toán, bằng 95,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm trước. Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, nguyên nhân giúp cho công tác thu ngân sách của toàn ngành đạt kết quả khả quan là do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế 11 tháng đạt hơn 139 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,21% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là chỉ trong 5 ngày đầu của tháng 12, toàn ngành hải quan đã thu đạt gần 5.500 tỷ đồng. Theo đó, ước thu ngân sách của tháng 12 sẽ đạt khoảng 33.000 tỷ đồng. Với kết quả như vậy, ước thu ngân sách nhà nước cả năm 2022 của ngành hải quan sẽ đạt 434.000 tỷ đồng, bằng 123,29% dự toán được giao, bằng 103,3% chỉ tiêu phấn đấu. Sửa đổi luật đất đai là một trong những nội dung lập pháp quan trọng và nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, các cơ quan, tổ chức khi mà tình trạng mâu thuẫn đất đai giữa công ty lâm trường và người dân địa phương vẫn còn tồn tại. Người dân thì đang mong chờ những chính sách đất đai được sửa đổi lần này sẽ tạo động lực cho phát triển, lấp các lỗ hổng về chính sách, trong đó có những tồn tại trong quản lý, khai thác, sử dụng đất nông lâm trường quốc doanh. Việt Nam hiện có hơn 1,4 triệu hecta diện tích đất lâm nghiệp, trong đó rừng sản xuất là rừng tự nhiên chiếm 57%, rừng trồng chiếm 17%. Theo các chuyên gia, vấn đề lớn nhất hiện nay là chúng ta chưa ổn định được lâm phần và chưa có các giải pháp hữu hiệu trong quản lý các loại đất rừng. Công tác quy hoạch, xác định ranh giới, diện tích đất chưa ổn định. Nhiều nơi chưa thiết lập được mốc giới rõ ràng giữa lâm trường với sở hữu của người dân, dẫn đến nhiều tranh chấp. Với nhiều hộ dân xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, mặc dù đã có quyết định giao đất, giao rừng, tức sổ lâm bạ từ năm 1998 để phủ xanh đất trống đồi trọc, cùng phần đất tự mình khai hoang trồng cây gây rừng nhiều năm, nhưng lại phát sinh tranh chấp vì công ty lâm nghiệp Thái Nguyên xác nhận đây là đất thuộc sở hữu của mình. Đơn vị này cũng thừa nhận việc sử dụng mẫu giao đất giao rừng của Ủy ban Nhân dân huyện để giao cho dân trước kia là sai quy định pháp luật. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân huyện lại phủ nhận việc từng giao phôi sổ lâm bạ cho công ty này. Theo quy định của luật đất đai năm 1993, cái thẩm quyền giao đất giao rừng cho hộ gia đình cá nhân là theo điều 24 và thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Quản lý nhà nước thì
cái phôi giao đất giao rừng là thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện chức năng theo thẩm quyền. Thế nên là Ủy ban nhân dân huyện không cung cấp cái phôi này cho bất kỳ cơ quan tổ chức nào khác. Như vậy, việc nhập nhằng, sai phạm trong giao đất giao rừng từ chính lâm trường cho thấy sự quản lý đất đai không hiệu quả và những người dân chăm chỉ trồng cây gây rừng bao năm, giờ đang chịu thiệt phải làm khoán cho công ty. Ngay cả phần đất dân khai hoang do thấy đất trống, đồi núi chọc nhiều năm không tranh chấp cũng đang được nhìn nhận là đất lâm trường. Nhưng Ủy ban Nhân dân xã không hề nắm được số liệu thực tế. Diện tích mà khai hoang ấy, thế về bản đồ ấy, địa chính ấy, thì nó chưa rõ, lô khoảnh thì chưa rõ, cho nên cái này thì chúng tôi cũng chưa khẳng định là phần nào là thuộc quản lý của địa phương. Chúng tôi đã làm theo đúng chủ trương chính sách của nhà nước, đã trồng rừng và phủ xanh đất chống đồi chọc. Mong muốn của chúng tôi là quyền lợi của chúng tôi được giao đất giao rừng này chúng tôi phải được hưởng. Rất muốn, thứ nhất là cái sổ xanh đã được nhà nước giao, là chúng tôi muốn lấy lại quyền lợi để cho nó rõ ràng. Đất chúng tôi tự khai hoang ra, cũng mong muốn là xã giao lại cho toàn dân chúng tôi. Câu chuyện của những người dân ở xóm Bãi Vàng, tỉnh Thái Nguyên là một ví dụ cho thấy những bất cập trong quản lý đất đai giữa công ty lâm trường và người dân địa phương vẫn đang tồn tại. Vấn đề đặt ra là cần phải cấp bách ra soát, quy chuẩn lại khung pháp lý cho việc thực hiện chính sách, đồng thời đánh giá, ra soát lại tình hình thực tế, bóc tách các phần đất để xác định lâm phần một cách hợp lý trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, không vì quyết định sai sót của các cơ quan nhà nước gây ảnh hưởng đến lợi ích của người trồng rừng. Thông tin từ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 10 khóa 11 cho biết, ước tăng trưởng GDP của tỉnh trong năm 2022 đạt 9,22%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất các tỉnh thành phố trong khu vực Đông Nam Bộ. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 10 khóa 11, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được, hạn chế còn tồn tại trong năm 2022 và một số mục tiêu giải pháp chủ yếu trong năm 2023. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đạt và vượt 55 trên 60 chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt và 40 chỉ tiêu đạt. Theo đánh giá của tỉnh ủy Đồng Nai, kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tiếp tục ổn định do chủ động và kịp thời chuyển hướng thị trường. Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai GRDP năm 2022 tăng 9,22%, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tổng thu cân đối ngân sách của tỉnh ước đạt hơn 62.000 tỷ đồng, đạt 114% so với dự toán. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là hơn 133 triệu đồng, tăng 9,9% so với năm 2021. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo năm 2022, tỉnh Lào Cai đã giảm được gần 10.000 hộ nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 5,83%, vượt gần 30% so với chỉ tiêu đề ra. Để đạt được kết quả trên, thì tỉnh Lào Cai đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có huy động tối đa các nguồn lực cho giảm nghèo, có nhiều cơ chế chính sách đặc thù, triển khai đầy đủ các hợp phần chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, ưu tiên cho 10 xã nghèo nhất tỉnh. Đến nay thì toàn tỉnh Lào Cai còn 18,37%, tương đương với trên 34.000 hộ nghèo. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 3-5% số hộ nghèo, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6% một năm trở lên. Để khai thác tiềm năng và lợi thế diện tích mặt nước nuôi thủy sản, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng với các địa phương hỗ trợ bà con nông dân chuyển đổi diện tích nuôi quảng canh sang nuôi thâm canh. Từ đó, nghề nuôi thủy sản đã phát triển, năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế qua các năm đều tăng. Từ các chương trình hỗ trợ trước đây, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được tập huấn chuyển giao kỹ thuật và đi tham quan học tập kinh nghiệm nên đã mạnh dạn đầu tư nuôi thâm canh. Từ khi chuyển sang nuôi thâm canh, gia đình ông Hoàng Văn Huấn ở thị trấn Cẩm Khê đã tận dụng được tối đa diện tích mặt nước, thả con giống mật độ dày hơn, nhiều loại cá với các tầng nước khác nhau để tận dụng hết nguồn thức ăn. Từ đó, cùng một đơn vị diện tích, sản lượng tăng gấp đôi. Bây giờ đấy ao là diện tích là hơn 1 mẫu 2, hơn 1 ha 2. Thì mỗi một năm đấy trước thì là một lúa một cá thì mỗi một năm chỉ được 6-7 tấn thôi. Nhưng bây giờ nuôi thâm niên
thì mỗi một năm cũng đạt được 12 đến 13 tấn. Thu nhập thì mỗi một năm thì trừ gốc, trừ chi phí đi rồi gia đình còn để ra được 100 đến hơn 100 tí, hơn 100 triệu. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh Phú Thọ xác định phát triển thủy sản là một trong 6 chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm và có chính sách khuyến khích phát triển. Thông qua các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật của Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ, nhiều bà con nông dân đã nuôi thâm canh các giống đặc sản như tôm càng xanh, cá lăng, cá trạch. Qua đó, diện tích nuôi thâm canh ngày càng được mở rộng. Trong năm 2023, thì Chi cục Thủy sản cũng sẽ tiếp tục tích cực tham mưu với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tiếp tục là giảm cái diện tích nuôi bán thâm canh và tăng cái diện tích nuôi thâm canh. Thế và đồng thời với cái đối với cái diện tích nuôi thâm canh là tập trung vào cái việc là quản lý hướng dẫn cho người dân thực hiện tốt cái khâu quản lý môi trường ao nuôi, phòng trị dịch bệnh. Thế và nuôi theo có chứng nhận sản phẩm và chất lượng sản phẩm. Tiềm năng mở rộng diện tích nuôi thủy sản thâm canh của tỉnh Phú Thọ được đánh giá là rất lớn. Tuy nhiên, diện tích nuôi thâm canh hiện nay mới chiếm khoảng 1/4 tổng diện tích. Vì vậy, nếu như nhận được sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ từ cơ quan chuyên môn và chính sách hỗ trợ của tỉnh, thì việc nuôi thủy sản thâm canh sẽ phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho bà con nông dân. Tiếp tục với những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý, ngày 8 tháng 12 tại Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga phối hợp Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt, truyền thống và hữu nghị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tới dự có đông đảo đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Nga, Hội hữu nghị Nga-Việt, Hội cựu chiến binh Việt Nam và Nga cùng đại diện các tổ chức, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập tại Nga. Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cùng các đại biểu ôn lại ký ức về những năm tháng hào hùng của dân tộc ta trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cách đây 50 năm. Trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, quân và dân Việt Nam đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 pháo đài bay B-52. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu thất bại hoàn toàn âm mưu leo thang chiến tranh của quân xâm lược, buộc phía Mỹ ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ chân thành và hỗ trợ to lớn của chính phủ và nhân dân Liên Xô. Người dân Việt Nam không bao giờ quên những ân tình đó và hiểu rằng chính sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của những người bạn Liên Xô đã góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam trong cuộc chiến. Song tôi cũng cảm ơn dân tộc Việt Nam, các chiến sĩ Việt Nam vì những kinh nghiệm chiến đấu chúng tôi tích lũy được ở Việt Nam. Sau đó áp dụng trong huấn luyện quân đội khi trở lại Liên Xô, qua đó giúp tăng cường khả năng của lực lượng phòng không đất nước chúng tôi. Buổi gặp gỡ là cơ hội để chúng tôi ôn lại những kỷ niệm trong chiến tranh. Chúng tôi đã trải qua cả những nỗi buồn vì những mất mát về người, cả từ phía Việt Nam và Liên Xô. Nhưng sau tất cả là niềm vui vì Việt Nam chiến thắng. Sau chiến tranh, chúng tôi có dịp trở lại thăm Việt Nam, gặp lại bạn bè cũ. Chúng tôi hạnh phúc vì thấy Việt Nam phát triển nhanh chóng như ngày hôm nay. Trong những năm tháng chiến tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam, nhân dân hai nước đã thiết lập quan hệ hữu nghị bền chặt, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Nhân dân hai nước tiếp tục nỗ lực củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, góp phần xây dựng hòa bình và thịnh vượng chung giữa hai nước Việt Nam và Nga. Tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh với chủ đề 50 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc nhân kỷ niệm 50 năm thành lập 1972-2022. Triển lãm 50 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc trưng bày giới thiệu 77 tác phẩm của 39 tác giả. Các tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh trưng bày tại triển lãm không chỉ có giá trị về nghệ thuật, phong phú về chất liệu và hình thức thể hiện mà còn có nội dung tư tưởng tốt, thể hiện đậm nét dấu ấn cá nhân của từng nghệ sĩ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, các tác phẩm đã phản ánh sinh động vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những vấn đề của cuộc sống đương đại và các nội dung khác hướng đến giá trị chân thiện mỹ. Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh số 29 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ nay đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2022. Festival Hoa 2022 với chủ đề Mê Linh rực rỡ sắc hoa lần đầu tiên được tổ chức từ ngày hôm nay mùng 9 đến ngày 11 tháng 12
tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đây là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng lễ đón nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới, huân chương lao động hạng 3 và công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng. Festival Hoa Mê Linh Hà Nội được dàn dựng trên quy mô 4.300 m2 với 10 cụm nghệ thuật sắp đặt, trang trí hơn 1.000 chậu hoa tại khu vực đường Kéo Quân, cổng đền Hai Bà Trưng. Điểm nhấn của lễ hội hoa là con đường trái tim dài hơn 20 m, được trang trí 100% từ hoa hồng. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, huyện Mê Linh sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch của thành phố Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp, sản phẩm tiêu biểu của huyện và các địa phương, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn cho du khách. Tại thủ đô Moscow của Nga, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga vừa tổ chức lễ ra mắt sách 65 năm cùng Việt Nam, những hồi ức của tiến sĩ Evgeny Kobelev, nhà Việt Nam học kỳ cựu, nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN. Tiến sĩ Kobelev là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu công phu về lịch sử, chính trị, xã hội Việt Nam, người đặc biệt yêu quý và nghiên cứu sâu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo về người. Trong cuốn sách 65 năm cùng Việt Nam, những hồi ức, vừa ra mắt, tác giả Kobelev chia sẻ về những chặng đường quan trọng trong cuộc đời gắn bó chặt chẽ với Việt Nam. Trong cuốn sách mới ra mắt, tác giả cũng kể lại những lần tham gia các sự kiện khoa học ở Việt Nam, đồng thời nhìn lại một số sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Tôi mừng vì dù tuổi cao, tiến sĩ Kobelev vẫn nỗ lực cho ra đời tác phẩm thú vị, từng là phóng viên ở Việt Nam. Ông Kobelev có nhiều điều thú vị để chia sẻ với độc giả. Tác giả không chỉ chuyên tâm nghiên cứu Việt Nam, mà còn tích cực phổ biến những kiến thức về Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy. Ông Kobelev là một trong những người thuộc thế hệ xây dựng nền móng cho quan hệ Việt-Nga. Những chia sẻ của tác giả là rất thú vị và hữu ích cho các thế hệ sinh viên theo học tiếng Việt và ngành Việt Nam học ở Nga. Tại buổi ra mắt sách 65 năm cùng Việt Nam, những hồi ức, các đại biểu nhấn mạnh nhà sử học, nhà báo, nhà Việt Nam học Evgeny Kobelev là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Ông không chỉ giúp nhân dân Nga và thế giới hiểu hơn về tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập và thống nhất đất nước, mà còn tích cực giới thiệu những thành tựu của Việt Nam trong tiến trình mở cửa, phát triển đất nước. Thưa quý vị, việc các nước ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, 40 năm trước đây, là một bước đi quan trọng để điều hành và duy trì trật tự đối với đại dương, nguồn lợi chung to lớn của nhân loại. Đây là tuyên bố được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra vào ngày 8 tháng 12. Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhân dịp kỷ niệm 40 năm thông qua Công ước Luật Biển UNCLOS 1982, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh đại dương là sự sống, là sinh kế và chất kết nối nhân loại với nhau trong suốt chiều dài lịch sử và các nền văn hóa. Ông khẳng định Công ước Luật Biển có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh đại dương đang trong tình trạng kêu cứu. Theo ông Antonio Guterres, thế giới cần đề ra tham vọng lớn hơn và dịp kỷ niệm 40 năm ra đời Công ước Luật Biển cần được coi là lời nhắc nhở quan trọng về việc tiếp tục sử dụng thiết chế thiết yếu này để giải quyết những thách thức hiện nay. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển được ký thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1982 với 107 quốc gia tham gia, trong đó có Việt Nam. Công ước chính thức có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 1994 và trở thành một trong những văn kiện quốc tế quan trọng nhất của thế kỷ 20. Đến thời điểm này đã có 168 quốc gia phê chuẩn Công ước. 6 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU cảnh báo sẽ không chấp nhận bất cứ nỗ lực nào nhằm hạ thấp hơn nữa mức giá trần mà khối sẽ áp với khí đốt nhập khẩu từ Nga. Trong bức thư gửi Cộng hòa Séc, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, đại sứ của 6 nước bao gồm Đức, Hà Lan, Áo, Đan Mạch, Estonia và Luxembourg đã bày tỏ lo ngại, đồng thời nhấn mạnh mức giá trần không thể bị hạ thấp hơn nữa hoặc bị thay thế. 6 nước này hoài nghi về việc áp giá trần khí đốt của Nga do lo ngại việc này sẽ gây rối loạn thị trường năng lượng của châu Âu và khiến EU khó khăn hơn trong việc mua nhiên liệu nếu các nhà cung cấp khí đốt chuyển sang bán ở những nơi không bị áp giá trần. Tháng trước, Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất mức giá trần sẽ được áp dụng nếu khí đốt vượt quá 275 euro 1 MWh trong 2 tuần đối với giá khí đốt hợp đồng tương lai TTF tại Hà Lan. Hiện các nhà ngoại giao EU đang tiếp tục thảo luận nhằm nỗ lực tiến gần hơn đến một thỏa thuận.
Hạ viện Mỹ ngày 8 tháng 12 đã thông qua dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng cho tài khoá 2023 trị giá 847 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 45 tỷ đô la Mỹ so với đề xuất của Tổng thống Joe Biden. Với 350 phiếu ủng hộ và 80 phiếu chống, tỷ lệ ủng hộ dự thảo đã vượt xa con số cần thiết là 2/3 số phiếu. Dự luật bao gồm 817 tỷ đô la cho Lầu Năm Góc và 30 tỷ đô la cho các hoạt động hạt nhân do Bộ Năng lượng Mỹ chịu trách nhiệm giám sát. Đây là một trong những đạo luật quan trọng mà Quốc hội Mỹ phải thông qua hàng năm, thu hút sự quan tâm của dư luận bởi nó đề cập tới mọi vấn đề liên quan đến quốc phòng, từ việc tăng lương cho binh lính đến số lượng tàu thuyền hoặc máy bay được trang bị. Do đây là đạo luật buộc phải thông qua, nên các nghị sĩ thường coi đây là phương tiện để đưa ra một loạt sáng kiến. Dự kiến Thượng viện Mỹ sẽ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng vào tuần tới, sau đó gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Ngày 8 tháng 12, trong khuôn khổ chuyến thăm Ả Rập Xê Út của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Ả Rập, hai nước này đã ký kết 35 thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá gần 30 tỷ đô la Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các thỏa thuận được ký kết trước sự chứng kiến của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman Al Saud và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực củng cố nền kinh tế trước những tác động của đại dịch COVID-19 và Ả Rập Xê Út tiếp tục đa dạng hóa các liên minh kinh tế và chính trị phù hợp với kế hoạch tầm nhìn 2030 của quốc gia Trung Đông này. Các thỏa thuận hợp tác bao trùm một loạt lĩnh vực gồm năng lượng xanh, công nghệ, dịch vụ đám mây, giao thông vận tải, logistics, y tế, xây dựng, chế tạo, hóa dầu, phát triển nhà. Trong số này có biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hydro và một thỏa thuận về dự án xây dựng một nhà máy nhôm tại Ả Rập Xê Út. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.